Vòng 3 của chương trình Bài Hát Hay Nhất 2022 tập phát sóng ngày hôm nay đang chờ đón quý vị với ba bạn thí sinh rất tài năng. Và ở vòng thi này thì các bạn ấy không chỉ thể hiện một đoạn hay nhất trong bài hát của mình mà còn phải bảo vệ, tranh luận, phản biện với những bạn thí sinh còn lại. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Ngọc Phụng. Lê Phúc Cương Anh, cho chúng tôi biết bạn nghĩ như thế nào về bài hát của thí sinh Nguyễn Ngọc Phụng. Em biết rất ít về Bolero, nhưng mà em cảm nhận được một điều rằng là anh Phụng là đại diện cho những gì hiền từ, nhẹ nhàng nhất trong Big Song Big Deal. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Lê Phúc Cương Anh. Xin mời Yến Moon. Mặc dù là dòng nhạc của anh Phụng theo đuổi không phải là dòng nhạc mà em hay nghe, và em cũng không có nhiều kiến thức về dòng nhạc này, tuy nhiên là em luôn cảm nhận được một cái năng lượng rất là chữa lành đến từ những giai điệu mà anh hát. Và em thực sự muốn nhìn thấy anh nhiều hơn nữa trên những sân khấu lớn. Cảm ơn em. Không có gì để phản biện. Xin mời Ngọc Phụng sẽ cùng thể hiện một đoạn cho bài hát của mình. Ai đãi ngộ cho tôi giấc ngủ yên bằng chiếc chân êm mềm gối, vì nhiều đêm chân lê thế buồn tôi, ôi thế sự nổi trôi mồ côi trong tình người, vì tình thương lạc loài. Ai đãi ngộ cho tôi, ai cũng bạc như vô. Bọn em biết Phụng rất là rõ, Phụng rất là yêu âm nhạc. Và để mà đạt đến cái ước mơ đó, Phụng vào miền Nam và Phụng ở trong một cái phòng trọ đơn sơ. Không phải là một người giàu có, có thể nói là một cậu ca sĩ rất nghèo. Ở trong một cái không gian, mình dùng cái từ nhà trọ thì là những người phải đi kiếm sống. Và từ khi mà anh nghe bài hát, anh rất là ngưỡng mộ và anh ước mong là tình yêu của khán giả dành cho em thì nó sẽ nuôi sống tinh thần em lẫn cuộc sống của em. Anh rất là thương em, Ngọc Phụng. Cảm ơn anh rất nhiều. Mình chắc hẳn là đã nói rất là nhiều về Ngọc Phụng rồi, cực kỳ yêu mến tài năng này. Mình sẽ đầu tư như thế nào? Thì thôi, bây giờ em biết là cái tình cảm của anh đặt cho em ở đâu rồi đó Phụng, thì em phải suy nghĩ sao để mà tình cảm nó còn sâu đậm hơn. Dạ, cảm ơn anh. Phụng ơi. Dạ, được, em đây. Ai sâu đậm với em hơn? Đối với em thì anh Lê cũng như chị May là giống như những người anh, người chị thân thương. Em đến đây mang đến một cái thông điệp hôm nay, đó là đãi ngộ. Thì em đứng đây muốn hát hết bài để tặng cho tất cả quý vị. Bây giờ là chốt deal trước đi. Rồi cho anh với chị chốt deal nha. Dạ. Anh đầu tư bài hát này ở mức 50 triệu. Em quá yêu bài này. Thứ hai nữa là Ngọc Phụng là một đứa em, như em nói là em rất là thương quý. Cho phép tôi mi nâng lên 80 triệu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Mình có được trả hơn không em? Dạ được anh ơi. Thì cùng lắm đăng ký mấy đêm phòng trà hát để mà đầu tư cho em thôi. Anh sẽ đầu tư một con số mà cao nhất luôn. Anh đầu tư 150 triệu. 150 triệu. 150 triệu. 150 triệu thưa quý vị. Em lên 150 triệu bằng anh luôn. Bài hát ngày hôm nay em xứng đáng để được 200 triệu. Wow. Ôi trời ơi. Đây là một con số kỷ lục từ đầu chương trình đến giờ chưa từng có. Tôi với ông Phong có khi là chọn nhầm thể loại âm nhạc. Lẽ ra thì biết Bolero. Được Bolero đắt giá. Em lên 50 nữa đi, cho bằng anh đi. Tại vì là Phụng nói là Phụng còn muốn hát nữa, nên là Phụng chưa chốt vậy, đâu. Vậy thì để dành đi, rồi chốt xong rồi lên rồi tính tiếp. Dạ, mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Và bây giờ mình sẽ giữ cái điều này lại.
và dùng hết cảm xúc vào bài hát của mình nếu như mình có đi tiếp vào vòng trong, đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn khán giả, cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tranh biện của thí sinh tiếp theo, Lê Phúc Cương Anh. Bạn đã sẵn sàng để đến với những lời đánh giá, nhận xét từ các bạn thí sinh khác hay chưa? Dạ, vô chị ạ. Vô. Xin mời Nguyễn Ngọc Phượng. Trong ca khúc của em thì anh có nghe, thì có vài nốt em viết mà phải cần xử lý và tập trung thì nó sẽ chính xác. Còn tinh thần bài của Thương Anh thì anh cảm giác là rất là năng lượng, và em mang tới một cái năng lượng rất tích cực cho tất cả mọi người. Chúc mừng em và cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn anh Phùng rất nhiều ạ. Anh góp ý mà nó cũng trữ tình đó. Xin mời Yến Nguyên. Bài hát của em nói về tham vọng, khát vọng, nhưng chị chưa nhìn thấy được điều đó trong ca khúc của em. Mình muốn là Thương Anh sẽ thực sự mở lòng với âm nhạc, hòa mình vào nó và thể hiện được cái nguồn năng lượng thực sự của bản thân. Xin cảm ơn Moon rất nhiều ạ. Về việc mở lòng với âm nhạc, Cương Anh tin rằng bất kỳ ai, từ những người không biết nhạc hay là biết nhạc một cách rất là chuyên nghiệp, mỗi khi họ đặt bút viết hay là ngồi trên key piano, dù hay hay dở thì họ cũng đã mở tất cả những gì mình đang có từ trái tim để viết nên những lời ca. Cương Anh nghĩ mỗi con người đều có một cái trải nghiệm khát vọng riêng của mình. Có thể người bạn thấy trước mặt lúc nào họ cũng trông có vẻ rất là tiêu cực, nhưng mà thật sự trong tâm họ, họ là người bùng cháy hơn ai hết. Và cũng có những người như Cương Anh đây, là người có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người. Nhưng mà cái khao khát của Cương Anh nó là nhẹ nhàng hơn, nó không như cái vẻ ngoài mà mọi người thấy. Xin cảm ơn. Ẩn sau sự đẹp trai này là một nội tâm phong phú như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu sau khi nghe bạn ấy hát một đoạn trong bài hát của mình. Xin mời Cương Anh. Trong tôi thức dậy một khao khát chưa từng thấy, và trong tim hát bài ca chẳng càng mong ước về thời hoang kiêng ấy. Vì cuộc sống ai cũng sẽ có tham vọng, ngọn lửa bùng cháy lên cứ thôi thử trong lòng, và tôi sẽ đứng lên tìm chính tôi từng bước tiến tới phút giây huy hoàng. Vì cuộc sống mai cũng sẽ có tham vọng, để rồi dành hết tâm tư lấp đầy khoảng trống bằng cái yêu thương này, tình yêu này trong tiếng hát chờ buồn người ngày tôi thức dậy. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, cơ hội đầu tư ngày hôm nay không chỉ đến từ ba vị khách mời nữ xinh đẹp của chúng ta, mà còn nằm trong số những quý vị khán giả ở đây. Có quý vị khán giả nào muốn đầu tư cho khúc này của Cương Anh hay không? Có người giơ tay. Ali cũng giơ tay kìa. Tại vì từ đầu tới giờ em chưa đấu một phát nào luôn. Thật ra là Oli đã cho Ali cảm nhận được rằng Oli rất là giống Ali cách đây những cái ngày mà Ali mới tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Nó rất là nhiều những khao khát, nó rất là nhiều những hoài bão. Và đó cũng là một trong những cái điều mà khiến Ali cảm thấy gợi nhớ và có cảm xúc với cái bài hát của bạn. Mức đầu tư của Ali trong ca khúc này cao cao một chút, 50 triệu. Wow. Và chúng ta có một khán giả ở đây. Thanh Huyền xin mời vị khán giả đã đưa tay. Xin mời bạn. Em xin chào ban giám khảo cùng các vị ban khách đang trong chương trình này. Em tên là Yuki và em rất thích bài hát này của bạn Oli. Thì em xin đầu tư bài hát này là 70 triệu ạ. Cảm ơn. 70 triệu. Điều này chứng tỏ gì thưa quý vị? Tức là âm nhạc và các sáng tác của những bạn thí sinh không chỉ gây ấn tượng với các nghệ sĩ ca sĩ, mà thậm chí là còn để lại nhiều cảm xúc đối với quý vị khán giả nào yêu thích âm nhạc. Thì trước tiên em xin phép được cảm ơn anh Ali Hoàng Dương, hát công tử Shoki nhiều ạ. Em mong muốn bài hát của mình nó được có cái duyên để được chấp cánh cùng ai đó. Cái vấn đề mà giá cả tiền bạc là em xin phép không được bàn tới. Nên là dù cho giá cả có như thế nào đi nữa em... Là ý em nói anh nghèo cho nên anh đừng lên giá nữa đúng không? Em nói là em là không phải là một con người sống vật chất,
là em là một cậu bé đến từ nông trại và rất là đáng yêu và nông trại vui vẻ đáng yêu vui trời vẻ ơi, dẻo nó dẻo miệng quá ha. À, mình xin cảm ơn bạn khán giả rất nhiều nhưng mà em muốn được đồng hành cùng anh Ali ạ. À. Chúc mừng anh Ali. Hy vọng rằng đây sẽ trở thành một bản hit khi mà Ali kết hợp với Oli để có một bài hát Melly. Trời ơi, sao hợp vần quá vậy? Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Chúc mừng Lê Phú Cương Anh, Oli. Vậy thì chúng ta có thể dành khoản đầu tư còn lại cho bạn thí sinh Yến Moon. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bạn thí sinh này. Xin mời Cương Anh, bạn nghĩ như thế nào về ca khúc của Yến Moon? Em chỉ có một vấn đề, em tiếc là giá như ở điệp khúc chỉ có thể hát rõ ràng hơn, nhấn nhá theo cái groove của bài hơn thì sẽ rất là tuyệt. Chị cảm ơn Cương Anh. Xin mời anh Phụng. Chào Kim Yến. Dạ em chào anh. Âm nhạc của em rất là trong trẻo, rất là hồn nhiên và anh nghĩ đây cũng là một cái vũ khí rất là hại cho em. Anh chúc em luôn thành công và cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn anh rất nhiều. Còn chờ gì nữa, hãy cùng nghe Kim Yến Moon thể hiện một đoạn trong ca khúc của mình. Xin mời. Yeah. Ngẩn ngơ thấy nhớ nụ cười em cớ đi bao ngày. Bật bộ phim hay bài nhạc mệt say đến như vậy. Hình như thật say em mất quên ở đây. Đôi chân muốn bước theo giai điệu như thế, như thế. Tự nhiên trái tim rung lên nhiều hơn thế, hơn thế. Đồng hồ cứ quay những nơi này không giờ. Yeah yeah. Vậy thì tối nay turn off my phone nhé. Dự đoán thưa quý vị, càng nghe càng hay, càng nghe càng thích. Đúng, anh cũng đoán điều đó từ vòng trước rồi mà. Nóng lòng chờ quyết định của em thôi. Anh Tuấn với lại anh Phong cho em một cái lời cố vấn được không? Anh đang định nói là nhạc này rất là hợp em. Là mình nghe được nghe hết full bài để mình đầu tư được không anh? Em không có nhiều phần quyết trong chuyện đó mà bạn ấy là người quyết. Bạn ấy thậm chí có thể chốt ngay lúc này mà. Hay hỏi Kim Yến, bạn muốn chờ đợi thêm những lời đề nghị và chốt luôn bây giờ hay là mình sẽ hát tiếp rồi mình chốt luôn một lần? Em thích làm mọi việc nó gom lại thành một thứ tự ấy, thì em sẽ thích hát hết một bài rồi sau đó mới chốt hơn. Thế là bạn cho em cơ hội đúng không ạ? Dạ. Và bài hát này có nhận được sự bình chọn của quý vị khán giả hay không? Thời gian để 100 bạn khán giả tại trường quay bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất. Xin mời. Và chúng tôi rất tiếc khi phải chia buồn với thí sinh. Lê Phúc Cương Anh. Như vậy là bài hát của Lê Phúc Cương Anh đã không thể gây ấn tượng với 100 bạn khán giả tại trường quay ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bạn Phun hoàn chỉnh của bài hát này. Xin mời quý vị. Ngay tại thời điểm này, mình vô cùng hạnh phúc. Và vì được thể hiện cái tham vọng mà mình đã từ lâu đã ước mơ về và luôn ngày đêm cố gắng vì nó. Chúng ta khát vọng được bay cao, bay xa và trở thành những vì sao. Thì mình cũng vậy. Anh nghĩ là cái phần lời ấy, nó có cái câu là vì cuộc sống ai cũng nên tham vọng. Cái câu đó nó hơi gọi là có vấn đề. Làm sao để cho nó vẫn mang nội dung nó nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Dạ hiểu, em sẽ sửa lại cái đó. Đã có một vài đoạn mình viết thật sự chưa được nhiệt huyết cho lắm. Nhưng mà thật sự mình đã rất cố gắng vì nó. Mình cũng được nhận xét một số về ca từ. Nó cần phải được tinh tế hơn. Nên là mình rất là trân trọng những góp ý của anh Đỗ Hiếu. Mình chắc chắn mình sẽ khắc phục và mang đến một phiên bản hoàn toàn mới, hoàn thiện nhất.
Em chuẩn bị đặt một cái cộng dây chuyền á, tại sắp tới em có đi diễn. Mình biết em là một người rất là chăm chút về cái ngoại hình của mình, và em rất là thích mấy cái phụ kiện mình đeo trên người. Chờ em xíu. Xong. Anh sử dụng cái thẻ đó đi. Mình được hoàn tận 10% lận mà còn được tặng cả mã free ship á. Ồ, thôi vậy để anh mở liền coi, nghe đã quá. Ờ, đó giờ anh chưa dùng á. Chưa. Thôi thiếu rất lớn nha. Rất là tiện lợi luôn. Ồ, ok. Xanh trong lành, đôi chim trên cành chậm chậm ngừng hót, dư âm vẫn còn. Một mình tôi ngồi đây nhìn ánh sao đang tỏa sáng đông đầy, và trong tôi thức dậy một khao khát chưa từng thấy. Và trong tim hát bài ca chẳng càng mong ước về thời hoang kiếm ơi. Vì cuộc sống ai cũng sẽ có tham vọng, ngọn lửa bùng cháy lên cứ thôi thử trong lòng. Và tôi sẽ đứng lên tìm chính tôi, từng bước tiến tới phút giây huy hoàng. Vì cuộc sống ai cũng sẽ có tham vọng, để rồi dành hết tâm tư lấp đầy khoảng trống. Bằng cái yêu thương này, tình yêu này, trong tiếng hát cho muôn người. Ngày tôi thức giấc. Trong cái ta sợ gian nan đang chờ, dặn tay mưa đón gió, vì thanh xuân vẫn đó. Để ngày mai tại đây nhìn ánh sao đang tỏa sáng đông đầy, là tôi. Và trong tôi thức dậy một khao khát chưa từng thấy nhau. Để trong tim hát bài ca chẳng càng mong ước về thời hoa. Chìm với trong không trong tay đông đưa, hãy ta bên tay hy vọng gửi gió đi buồn chung khơi. Vì cuộc sống mai cũng sẽ có tham vọng, vừa ngâm vừa cháy lên thôi từ trong lòng. Và tôi sẽ đứng lên chính tôi, từng bước tiến. Oh.
đây có thể là một ngôi sao âm nhạc của Việt Nam trong tương lai, đúng không quý vị? Điều của bạn đã được chốt và bài hát thì cũng đã được thể hiện. Cảm xúc của bạn trong lúc này như thế nào? Thực sự thì em chỉ muốn dùng hai từ là thỏa mãn. Điều quan trọng nhất tới chương trình Big Song Big Deal không phải là định giá bài hát của mình bao nhiêu tiền, mà là em muốn chứng minh một điều rằng là người nhạc sĩ họ vẫn có thể hát, họ vẫn có thể nhảy và họ có thể làm tất cả những điều mà một người trình diễn thường có thể làm. Em xin cảm ơn. Chúc mừng bạn. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại Lê Phúc Cương Anh trong những đêm thi tiếp theo. Một tràng vỗ tay lần nữa cho Olian, Lê Phúc Cương Anh. Chúc mừng bạn rất nhiều. BB Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.